và xin được dành những lời đầu tiên để gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, quý công ty đối tác, quý khách hàng có mặt trong sự kiện mở bán dự án Opportunity ngày hôm nay, cho phép tôi xin được thay mặt ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Tâm Phát xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý khách quý lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Và kính thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay rất là vui mừng cho tôi. Trong buổi sáng chủ nhật này, tôi có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với toàn thể các quý vị trong cái chương trình này. Chúng ta sẽ di chuyển thẳng ra xe của nhà mình. Là vâng ạ, bây giờ thì xe là của anh chị rồi ạ. Thưa quý vị, một chiếc xe Hyundai Accent phiên bản mới nhất của năm 2024 đã tìm được chủ nhân. Và với phần bốc thăm trúng thưởng vừa rồi đã chính thức khép lại với chương trình mở bán của dự án Ocopark City trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được thay mặt cho đơn vị tổ chức, đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư chân thành cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng, các nhà đầu tư, các quý đối tác đã cùng với chúng tôi có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc tất cả quý vị sẽ có một năm 2024 thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.